Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2023 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội, nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại ngành công nghiệp Việt Nam. Hội chợ năm nay có trên 300 gian hàng của 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Liên bang Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, tham gia trưng bày giới thiệu hàng ngàn sản phẩm, máy móc, thiết bị công nghiệp, công nghệ mới nhất của Việt Nam và thế giới. Hội chợ này là điểm khởi đầu để các nhà sản xuất Việt Nam tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và phát triển bền vững, tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục là cầu nối trong việc giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp trong nước. Trong thời gian diễn ra hội chợ còn diễn ra các chuỗi chương trình xúc tiến kết nối giao thương của các đối tác và doanh nghiệp.